đầu của mọi người thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sửa lỗi của cái máy in Canon selfie này nha. Máy Canon selfie này chúng ta in ra chúng ta thấy bị sọc một đường nhầy nha. Nên mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sửa lỗi này nha. Máy Canon nó in ra nó bị sọc. Nó giống nhau nha. Chúng ta in từ nào nó cũng sọc giống nhau nè. Thấy không? Sọc chỉ có một đường này giống nhau nè. Nó sọc dọc này là nó bị ở trong cái máy này nha. Giờ hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Mọi người có thể kiểm tra xử lý tại nhà. Còn nếu không được thì mọi người cũng có thể liên hệ số điện thoại bên dưới á, sẽ cung cấp và hướng dẫn cho mọi người cách sửa nha. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Trước tiên chúng ta phải tháo máy ra nha. Giờ chúng ta sẽ tháo máy ra. Khi mà nó báo nó sọc thì là cái cụm ở trong máy nó bị hỏng, nó đang bị hỏng nha. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Đầu tiên ta tắt máy đi, ta tắt máy nha. Khi sửa máy dòng này thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải chuẩn bị một cái hộp để đựng ốc nha, tại vì ốc vít của nó rất là hiếm nha. Nên chúng ta khi sửa thì chúng ta lưu ý chúng ta ốc vít nó hiếm nên chúng ta lưu ý chúng ta giữ cho nó kỹ. Ốc nào chúng ta nhận cho ốc nè. Bây giờ chúng ta tháo bốn ốc này ra nha. Xem được video thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn muốn sửa chữa hay là thay thế hay là mua mực gì thì cho dòng này thì có thể liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Đó là ta sẽ cung cấp cho mọi người nha. Rồi sau khi tháo này chúng ta tháo tiếp luôn ba ốc này luôn nha. Dòng này chúng ta làm cẩn thận nha mọi người. Rồi sau chúng ta đặt ra. Cái dít dẹp nè, dít dẹp này nha, ta tháo ra, tháo ra từ từ thôi. Mà cái này cáp của nó rất là nhỏ nha, mọi người lưu ý nha, nó dễ bị gãy cáp nha, mọi người tháo ra từ từ thôi nè. Mọi người nhìn thấy trong này thấy không, mọi người tháo ra cẩn thận, làm quen tay thì nó dễ còn hơn. Của nó rất là nhỏ nha mọi người nhẹ tay và vừa tay thôi, chứ còn linh kiện nó rất là hiếm. Người sửa nhiều thì nó có linh kiện để chúng ta thay thế, còn chúng ta không có, nhà chúng ta không có thì rất khó là sửa nha. Đặc biệt là nó linh kiện nó ít, nó không có thông dụng như mấy cái dòng in khác nên chúng ta phải tháo cẩn thận từ từ ra nha. Rồi sau khi tháo chúng ta cắt ra rồi đây. Chúng ta tháo dây này đi quẹt giải nhiệt nha, tháo ra. Rồi chúng ta lấy nó lên nha. Ta lấy lên từ từ thôi. Thường chúng ta sẽ tháo cái men này ra nha. Chúng ta lấy cho nó gọn như này. Này nó khó quen, lấy những cái này ra. Chúng ta lấy luôn cái cầm này.
tháo, chúng ta tháo men ra nha. Chúng ta tháo men ra nha. Đây, chúng ta tháo men này nó bị sọc nó rồi, chúng ta lưu ý nha. Đây là cái khay đĩa nha. Cái khay khay giấy nha, chúng ta bỏ vô nè. Đó. Chúng ta thấy nó như thế này. Rồi, nếu nó ra nó bị sọc đây, nếu ra nó bị sọc đây. Chúng ta kiểm tra cái trục ép này này nha, chúng ta tháo ra chúng ta kiểm tra cái lưu ép này này nha. Cái lưu ép này chúng ta tháo ra. Nếu chúng ta kiểm tra nó bị bẩn hay là nó không có bị gì thì chúng ta gắn vào lại ha. Hoặc là nó bị bẩn cái gì thì chúng ta vệ sinh cho nó nha. Rồi bây giờ chúng ta tháo ra nha, chúng ta tháo, chúng ta kiểm tra nha. Chúng ta tháo cái men ra xong thì chúng ta tháo này ra. Ta nhận băng áo này ra nè. Chúng ta phải chuẩn bị cái vít nó xịn xịn xíu nha. Bị cái đó là cũng có thể nó bị cái sườn nha mọi người. Mọi người lưu ý nha, mọi người có sườn thì mọi người thay qua luôn cũng được. Còn không thì chúng ta cũng có thể vệ sinh nha. Chúng ta vệ sinh không được thì chắc chắn là nó sẽ bị sườn nha. Chúng ta thay sườn luôn nha. Đặt tay một chiếc thôi mọi người. Đặt tay nó mới ra được không? Đặt tay chúng ta tháo này ra nha. Chúng ta tháo là chúng ta kiểm tra hết nha, chúng ta kiểm tra luôn cục sườn này. Nhớ mấy cái lò xo này chúng ta để ý kỹ nha. Chứ không mấy cái đồ này nó không có hàng ra, chúng ta tháo ra. Chúng ta bỏ nó lạc thì chúng ta khó kiếm lại được hàng chúng ta thay thế. Nên mọi người lưu ý, chúng ta tháo thành này ra. Mọi người cũng có thể sửa tại nhà, còn không được thì liên hệ số điện thoại bên dưới nha, liên hệ để chúng ta sửa nó nha. Rồi sau khi lấy là chúng ta tháo cụm sườn ra luôn nha. Ta có thể liên hệ số điện thoại bên dưới để nó cung cấp sửa chữa luôn. Đó là đảm bảo uy tín cho mọi người nha. Rồi chúng ta lấy cái bộ nhiệt này ra nha. Rồi chúng ta kiểm tra sườn nè, thấy không? Sườn nè, khi trục ép nè, chúng ta coi thử nó có bị bẩn nó hay là nó bị dơ ở đâu á. Rồi chúng ta thay ra thôi. Quét chúng ta vệ sinh nó đây, chúng ta tháo rồi chúng ta lo vệ sinh nó, lo vệ sinh nó sạch nha. Rồi chúng ta để ý nha, khi mới có tờ giấy ảnh nó ra chỗ nào thì chúng ta kiểm tra từ đó nha. Còn nếu như mà chúng ta mãi mà nó không ra được nữa thì chúng ta thay cái bộ sườn này nha. Chúng ta có thể có nhiều máy thì chúng ta thay cái bộ sườn này là được nha. Nếu không ấy thì mình thay cái bộ sườn, tại vì nó kiện nhiều nên mình thay cái bộ sườn này luôn. Cái bộ sườn này chúng ta tải hết qua luôn. Máy cũng rất là nhiều máy để sửa chữa thì rất là nhiều. Cái này là CB800 này, của khách ở dưới An Giang này. CB
V900 nè. V900 cũng đang sửa nè. Đó, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sửa một số lỗi của cái dòng CV này luôn. Mọi người muốn sửa thì cũng có thể liên hệ số điện thoại bên dưới để chúng ta sửa chữa luôn. À, các cộng sườn thì chúng ta thay qua thôi nha. Vệ sinh sạch sẽ nha, chúng ta lấy dây rồi chúng ta bình xịt rồi chúng ta lau chúng ta vệ sinh đó nha. Sau chúng ta gắn vào lại nha. Cái này để mình gắn bộ sườn qua luôn. Mình thay cái bộ sườn qua luôn. Để mình thay cái cụm sườn này là với trục ép này qua luôn nha. Tại mình có linh kiện đó, mình thay qua luôn cái là được liền nha. Vì cái lỗi đó thì mình thay cái cụm sườn là được liền nha. Rất là đơn giản thôi. 5 phút, 10 phút là xong rồi. Sửa cái này cũng rất là nhanh thôi. Giờ chúng ta phải có linh kiện xíu nha. Để chúng ta thay sườn xong chúng ta gắn vào thôi. Chúng ta vệ sinh nó sạch nha. Chúng ta gắn vào lại. Chúng ta gắn vào, chúng ta cũng từ từ nha, chúng ta để ý một xíu nha. Chúng ta gắn cái nào thì đúng thôi, cái đó mới được nha. Gắn thì chúng ta bỏ đầy đủ vào. Ta gắn men vô luôn nha. Ta siết mấy ngóc này vô chặt vô xíu. Ta siết cho nó vừa cứng ra xong chúng ta ráp thôi nha. Chúng ta để im vậy xong chúng ta ráp thôi. Ráp thì chúng ta cũng có thể test thử được luôn nha. Ta bỏ khay mực vô. Cái này chúng ta để cẩn thận. Rồi cái cúc này mọi người cũng cẩn thận từ từ thôi nha mọi người. Cáp này nó rất là hiếm. Vì cái đó là nó bị cái cộng sườn nha mọi người. Cái đó chúng ta thay cái cộng sườn đi. Mình có thể liên hệ số điện thoại bên dưới để sửa được sửa chữa nha. Cáp
Rồi mọi người thấy nên nó hết sập á, in ra đẹp á. Dòng selfie này anh rất là bền nha mọi người, anh đã để có 10 năm, 20 năm, 30 năm không xin gì nữa. Có tiền thì nên xài mấy con này thôi. Nhưng mà tiền nó kiểu, hình ảnh nó đủ kiểu. Nhưng mà vậy là nó, chúng ta fit thành công rồi nha, bây giờ chúng ta gắn vào lại thôi là xong. Chúng ta gắn vô nữa là xong nha mọi người, nó rất là đơn giản thôi. Mình có thể liên hệ số điện thoại, nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Còn có muốn sửa chữa thì có thể liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Có gì mình hướng dẫn mình sửa chữa cho mọi người luôn nha. Chào mọi người nha, vậy xong nha. Bây giờ mình gắn vô thôi, gắn vô nữa là xong thôi. Chúng ta đừng có gắn vào, chúng ta để ngồi chúng ta test coi nó có chạy được không, chạy được thì chúng ta ấy thôi. Chứ chúng ta đừng nên gắn vào, gắn vào mất công tháo ra nữa. Nếu nó bị gì thì chúng ta tháo ra nữa, nó bất tiện. Rồi, vậy là xong nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem.